Bức cửu hạc du xuân đầu tiên mà chúng tôi đã làm cách đây hơn 4 năm thì hiện tại bây giờ bức tranh này đã đang xuống một cái màu thời gian cực kỳ là đẹp, phản ánh đúng được cái chất gỗ, cái gỗ gụ Lào mà cái chất nặng ngày xưa. Cái màu rất là sáng, rất là bóng, lại là thêm cái màu là kiểu màu cánh gián nữa. Ở những cái cây vươn lên rất là cằn cỗi. Và nếu như nhìn ở một góc độ nghiêng thì chúng ta còn nhìn thấy cả độ bóng của một phần cái PU, nhưng mà một phần của cái chất gỗ nó ánh lên. Và các cái chi tiết đều đục kênh bong rất là kỹ nét. Bởi vì bức này thì làm đấy, cái mức độ dày thì tới 13 cm, cho nên là các cái chi tiết như là mỏ hạc này, chân này, rồi các cái cành mai đều đan xen đè lên nhau, thậm chí đến 4 đến 5 lớp ở tùy từng vị trí, nhưng mà nó đan xen rất là dày các cái chi tiết như này. Và đến ngày hôm nay thì cái chủ đề cửu hạc du xuân này chúng tôi đã làm được ở bức thứ tư gì đó. Và tôi không nghĩ là một cái bức tranh nó cầu kỳ, nó nhiều chi tiết và nó cũng rất là nhiều cái giá trị cả về vật chất và cả về tinh thần như này, lại được nhiều các bác yêu thích và đặt hàng đến như thế. Và các bác hãy cùng ngắm xem vẻ đẹp của bức tranh cửu hạc du xuân nhé.